khí thải metan từ bò là những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Cụ thể, trên thế giới hiện tại có khoảng 1,6 tỷ con bò. Để phục vụ cho ngành công nghiệp thực phẩm, chúng thải từ 100 kg đến 200 kg metan mỗi năm. Tuy khí CO2 có nhiều hơn trong khí quyển, mà khí metan giữ năng lượng nhiệt nhiều hơn gấp 30 lần so với CO2, làm trầm trọng hơn tình trạng nóng lên toàn cầu hiện nay. Trong khoảng thời gian 20 năm, metan tác động đến hiện tượng nóng lên toàn cầu gấp 80 lần so với CO2. Như vậy, khí thải của một con bò tương đương với việc đốt 1.000 lít xăng mỗi năm. Vào đại dịch Covid, lượng khí thải CO2 đã giảm một cách rõ rệt do hoạt động sản xuất chậm lại, cũng như giảm sự thải khí của phương tiện giao thông. Điều này đã tạo nên sự kinh ngạc khi không khí trở nên sạch hơn đáng kể. Nhưng khí metan thì không. Ann Potter, một nhà khoa học trái đất tại trung tâm chuyến bay vũ trụ ga đất của NASA cho biết, mức tăng tốc độ tăng trưởng vào năm 2020 là rất lớn, bất ngờ và đáng báo động. Nồng độ khí metan đã ổn định từ năm 2000 đến năm 2006, nhưng khi chúng bắt đầu tăng từ năm 2007 đến năm 2019 và đạt kỷ lục vào 2020. Một nghịch lý đáng quan ngại là năm 2020 là lượng khí thải gây ô nhiễm nitric oxide (NOx) giảm do COVID-19 ở các lần phong tỏa đã gián tiếp làm chậm quá trình loại bỏ khí metan khỏi khí quyển. Những con số báo động kể trên buộc chúng ta phải chung tay góp phần bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhặt nhất. Trong đó, ta có thể hạn chế sử dụng sữa bò bằng cách sử dụng các loại sữa hạt, thực vật thay thế. Thay dần dần các trang trại nuôi bò, trở thành trang trại nuôi côn trùng như dế, cào cào. Ngoài ra, có thể thay giảm bớt tác hại của việc chăn nuôi gia súc bằng cách ăn côn trùng thay cho thịt bò.